Lam thì thấy dễ thương quá cho nên ở lại. đại học chung với Lê Di Bảo Lam. Rồi bây giờ không mua không bán gì nữa nha, không mua không bán gì, tâm sự gì nữa nha. Cảm ơn chị, nữ tỳ, dạ con là nữ tỳ cái gì nha, con là quý phi của chị, con là quý phi mà thuộc dòng quý phi dòng mèo vậy, quý phi mà tổng như con hươu cao cổ gì thế ghê. Còn em là quý phi dòng chó. Ủa mất dạy của mẹ ơi à. Đó Sức sắc hàng, sức mẹ sắc hàng. Trời ơi cái đèn xuất sắc vậy. Trời ơi em, trời ơi đồ nghề mẹ em. Trời ơi cái đèn mua 150 nha em nha. Hai cái là 300 ngàn. Xuất sắc gì trời. Trời ơi là xuất sắc nha em nha. Mà nếu mà mì gỗ á hãy sử dụng đèn lại chim anh em. Xóa mất gỗ hèn chi, mấy cái mì gỗ mất tiêu. Không còn miếng gỗ gì. Trời ơi mấy cái đèn của em hay quá vậy. Đánh mất màu xanh dương mà bây giờ xanh giống như màu xanh lá cây nè. Trời ơi cái này là nó có kim tuyến á chị, thì vô mặt làm mặt là mọc nha. Đúng rồi. Mà là mặt mọc cái gì tự nhiên mình mở live stream này cái tự nó trang điểm cho mình luôn. Wow. Nó tự lọc đầu cho mình luôn. Wow. Là nó rất là hay, cái là hiện đại chị nha, rất là hiện đại luôn. Hello mọi người. Duyên Tài. Facebook Hải Triều hiện tại là không xài Facebook nha gì nha. Hãy qua fanpage là Hải Triều cho mọi người. Là không xài Facebook hả? Sao vậy, sao không xài Facebook rồi? Cũng bị ghi bọt. Ăn ở sao bị dân chúng ghi bọt. Chắc tạo nghiệp rồi. Tạo nghiệp lắm á. Tạo nghiệp rồi đây nọ. Anh Lâm, anh đẹp đạo quá này hả? Cảm ơn dạng xuất sắc ủng hộ gì xe lên chim. Mười phân dạng mười hả? Dạ đầu lòng hay ả tiếng. Tố nha. Đầu lòng hay ả tốt nha. Thúy Kiều là chị. Em là Thúy Dân. Bảo Lâm là chị. Hải Triều là em. Hải Triều là em. Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần. Mỗi người một vẻ mười phân miệng như mười. Dạng mười. Mỗi người một vẻ mười phân dạng mười. Chào mọi người. Hôm nay quả thật mắc cười. Ha ha. Bây giờ mình làm thơ đi em. Hôm nay quả thật mắc cười. Tự nhiên em cảm thấy lười ghê ta. Em cảm thấy lười làm thơ. Lười làm thơ. Hôm nay Lâm thật bơ đơ. Em bơ đơ. Nhưng mà em thấy cũng chưa bằng mình. Hôm nay em bị thất tình. Thì mình hãy cố xin ngay quà về. Đến ngay quà về. Hôm nay Triều thật là xề. Xề mà cũng thấy xin được rồi. Hôm nay tâm trạng bồi hồi. Bồi hồi. Bồi hồi mà thấy muốn lòi con ra. Ghê ác của mày. Tôi chưa nói câu đó vậy. Bồi hồi mà thấy cũng bồi hồi ghê. Hôm nay Triều thật hôm nay hết vui rồi. Hết vui rồi nha mấy má nha, hết vui rồi. Cá bóng mình lâm nay đã hết miếng rồi. Lâm nay đã hết miếng rồi. Thôi thì lần khác sẽ nhiều miếng hơn. Miếng hơn. Sẽ đều miếng hơn. Nhiều nhiều miếng hơn. Rồi xong hết rồi đó. Ngưng đi. Ngưng đi. Anh bóc gì má. Bây giờ không bán đồ nha. Bây giờ ai mua đồ thì mình Linh đi tâm sự đồ này nọ thôi. Hải Triều đẹp trai, mấy má xàm, mấy má bớt xàm mấy má. Trời ơi, này kia đẹp trai. Nói cái đẹp cái gì, trời ơi, còn mê, ê đẹp gì. Trời ơi, ê gì, tổng giật cũng nữ đẹp đẹp không gì. Hôm nay giờ sáng cái máy đi cũng kỳ. Cũng kỳ, cái gì, cũng mệt, cái gì. Không có điện đầu phát, để mình tiếng chữ gì. Hải Triều tầm thơ tiếng chữ đó. Đúng rồi, buồn dữ lắm mọi người ơi. He đồ này nọ. Bánh bèo phải ăn kèm nước tương. Hai chế đẹp quá hả? Bánh bèo phải thế này. Thơ hay quá, mắc cận lộn được. Làm thơ tiếp đi, làm thơ tiếp đi. Hải Triều nay có khỏe không? Cũng hơi khỏe. Lâm thì thấy sao? Hải Triều cao thật là cao. Nhìn Lâm cũng thế. Chúng nhưng ta làm bằng nhưng không bằng Triều. Nhưng không bằng kỳ lắm. Mình định kiếm tốn nhưng cũng bằng, nhưng xem gì tự nhiên tôi quên thơ bé này. Quả Triều Hải Triều quả thật là cao. Nhưng Lâm nhìn cũng xem bằng. Mặt Triều giống con thằng lằn. Làm thơ đói đi em trời. Mặt Triều giống con thằng lằn. Mà thằng lằn thì phải kêu Lâm bằng mày kìa. Hôm nay bỗng thèm thịt cày. Hôm nay bỗng thèm thịt cày. Thịt cày bán đó mình không ăn được. con điên mọi người ơi, con này là con điên. Hải Triều xinh gái hơn à? Đứa nào nói Hải Triều xinh gái hơn tao lóc liền. Chết nhà, đừng nói. Tao không nói nhiều. Facebook của tao khác đi kìa.
không hát. Còn anh Hữu Quốc thì ông Năm. Anh Hữu Quốc đáng yêu. Hai má xàm hả? Rồi xàm nó vui mẹ. À, nói một câu thơ mà hai má đói hả? Ok đói đi, ta kêu đói thơ kìa mẹ ơi. Hôm nay bỗng gặp ông Năm, làm Năm Hữu Quốc á. Ông Năm cười bảo hai con ngoan hiền. Ông Năm ơi con hết tiền. Ông Năm liền bảo lại đây cho nè. Ông Năm cái mặt vàng khè. Không phải vì nghệ mà vì bệnh gan. Ông Năm nay bỗng lang thang. Vì lâu đi bộ nên đi một mình. Ông Năm nay bị thất tình. Ê mày bị du duyên đó, mấy cái. Ủa dạ. Tự nhiên đang làm thơ cái liêu. Thì bị thất tình cái liêu liêu đúng rồi. Thì bây giờ mày ra vế đói đi, cái tao đói lại nè. Ông Năm này. Hữu Quốc đi. Hữu Quốc qua thịt trai thì đó rồi dạ. Tóc bạc da mồi. Dương Lâm tóc bạc da mồi. Còn anh Hữu Quốc sức trai tràn trề. Hữu Quốc vốn thiệt rất xề. Nhưng mà có tập nên nên gom lại liền. Nhưng mà có tập nên gom lại liền. Hữu Quốc chân đi cầu dòng kiền. Hữu Quốc chân đi dòng kiền. Nhưng đi tém qua tém lại hết dòng kiền rồi đe. Rồi nè. Ê mày điên quá triều ơi, mày tầm thơ chán quá triều. Không có văn nhiều. Chứ tao không có văn nhiều đó mày không. Mày cái miệng mày tính ô bằng lưa, ai làm lại mày. Thì đó, ô bằng lưa thôi chứ bây giờ súp văn sẽ không có. Bánh bèo ăn kèm nước, đúng rồi, bánh bèo ăn kèm nước tương. Mà giờ không có bánh bèo để ăn nè. Bánh bèo ăn kèm nước tương. Dương Long tóc bạc da mồi hải triều. Tuy trẻ nhưng mồi hết ngon. Thơ duyên nè, Dương Lâm tóc bạc da mồi hải triều tuy trẻ nhưng mồi hết ngon. Ông Năm đang chạy lon ton bỗng dấp cục đá, rớt cây son trong túi quần. Ông Năm bỗng chạy lon ton bỗng dấp cục đá, rớt cây son trong túi quần. Liêu ông Năm nha. Đó là ác Dương Năm. Ác Dương Năm nha. Xui, ông Năm ghim nha. Ông Năm ghim nha, yeah. Ông Năm là tôi nói là chết luôn đó. Khó làm nghề với ông Năm nha. Hát bài như Lâm đồng này á, làm thơ vui đúng không mọi người? Thì mọi người bây giờ có những cái vế đối nào, cái tụi em sẽ đối lại đâu này nọ. Hay má hài não hả? Bèo kẹp cái tương hoài má. Cái câu có vui đâu trời. Cái câu đó là câu, cái miếng lầy. Miếng lầy của người ta. Của người ta, tôi không có xài là miếng gì không. Ủa cái mày hả? Bánh bèo ăn kèm nước tương. Tự nhiên bỗng muốn nhậu sương sương một mình. Ngồi nhậu một mình. Không. Cái đó bị đọc rồi, làm thơ đi em ơi. Làm thơ đi nè, làm thơ đi bây giờ rảnh. Bây giờ chỉ có làm thơ mới vui thôi. Không có làm thơ được, thí dụ đọc thì đọc được. Bây giờ mày làm đi, tao đối lại cho. Ừ, xin ngán mà em ơi, xin sớm buồn ngủ em ơi, gì ủng hộ gì, xin chim sơ gì cho em gì. Xin chim đi, xin chim đi nói chuyện rồi nọ. Chim đúng rồi. Kêu BB vào luôn hả, BB đang quay hả? BB đang quay rồi. Em thoát thằng này ra. Quá là trời, ngồi nói chuyện giống gì nha, ngồi nói chuyện rồi này nọ thôi. Tâm sự rồi nọ. Chết, muốn uống nước đi. Ôi, cái gì vậy, Quang Phúc. Hải triều mắt xanh quá xanh, Dương Lâm mồm đỏ lên chanh quá trời. Mình tỏ ra thông minh thế này. Mình tỏ ra thông minh đi nhanh nha, mình phải đối lại. Hải triều mắt xanh quá xanh, Dương Lâm mồm đỏ lên chanh quá trời. Hữu Quốc tướng gọi chào mời nhưng không ai đến. Vì hàng không ngon. Xuất xuất xác. Trời ơi. Anh Hữu Quốc, tụi em đã đối rồi.
Nói câu gì bên mẹ rồi? Em quên rồi. Quên luôn đó. Nè, em đó là tự nhớ nha. Một lần thôi, bây giờ lần thứ hai là em không nhớ. Nếu muốn thì bật lại livestream thôi. Hùng hữu quốc tướng thật chào mời, nhưng không ai đến bởi hàng không ngon.